Hi, xin chào mọi người. Người ta nói con trẻ sẽ không nghe theo những gì bạn nói, chúng chỉ học theo những gì bạn làm. Người ta cũng nói nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Thực sự thì để nuôi dạy được những đứa trẻ thành đạt và ngoan ngoãn, đó không phải là một chuyện dễ dàng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người hai câu chuyện về việc giáo dục con trẻ mà mình đã học được từ một người thầy đáng kính. Câu chuyện thứ nhất như thế này, có một tên tù, trước khi bị mang ra phát trường xử bắn, người ta cho phép hắn gặp một người thân để nói chuyện. Người hắn yêu cầu gặp là mẹ hắn. Người ta cứ nghĩ rằng khi gặp mẹ mình, hắn sẽ hòa khóc, quỳ xuống xin lỗi mẹ, hắn sẽ nói những lời từ biệt. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, khi được gặp mẹ của mình, hắn lập tức lao vào đấm đá túi bụi mẹ của mình. Mọi người kéo hắn ra và hỏi nguyên do tại sao. Hắn kể, từ hồi nhỏ, khi hắn còn rất nhỏ, 4-5 tuổi, khi hắn sang nhà hàng xóm chơi, thấy một món đồ rất xinh, hắn đã ăn trộm về bởi vì hắn rất thích món đồ đó. Khi về đến nhà, hắn khoe với mẹ của mình, mẹ ơi con lấy cái món đồ này này. Mẹ không những không mắng, không trách phạt, không bắt con phải trả lại món đồ đó. Ngược lại, bà mẹ rất là vui mừng, hồ hởi, cười rất tươi và khen con rằng, con giỏi lắm, như thế là rất giỏi, như thế là khôn đấy. Biết lấy của người khác mang về nhà mình, thằng này rất là khôn. Chính vì những lần như vậy, chính vì những việc rất nhỏ như vậy, lớn lên hắn trở thành một tên cướp bóc, giết người không gớm tay, cướp của người khác, không chịu làm ăn, chỉ đi cướp giật những cái đồ của người khác mang về để sử dụng. Khi chuẩn bị ra pháp trường, người hắn căm hận nhất lại chính là mẹ của mình. Thực sự đó là một câu chuyện rất đau lòng. Câu chuyện thứ hai, đó là một vị doanh nhân lỗi lạc, một con người thành công, giàu có, luôn biết bao dung và giúp đỡ người khác. Ông đã sử dụng những cái tài sản mà mình làm được, mình kiếm được, đã xây rất là nhiều nhà tình nghĩa, đã mang đi từ thiện giúp đỡ rất nhiều người. Ông cũng có viết cái di chúc lại, để lại toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện. Khi người ta phỏng vấn ông, tại sao ông lại có tấm lòng bao dung rộng lớn như vậy? Tại sao ông lại luôn mong muốn giúp đỡ mọi người mà không nghĩ về bản thân mình? Ông đã kể một câu chuyện như thế này. Hồi ông còn nhỏ, gia đình cũng rất là nghèo khó, bố ông phải đi làm xa nhà. Mỗi khi mà bố ông trở về thì thường bố ông sẽ mua cho ông những cái hộp bánh, hộp kẹo để làm quà. Có một hôm khi mà bố vừa đi làm về, bố ông mua một cái hộp bánh, cả nhà chuẩn bị bóc cái hộp bánh rất là ngon, cả nhà chuẩn bị bóc ra để ăn thì thấy một cái ông ăn xin đi ngang qua. Người ông ăn xin thì rất là bẩn, hôi hám, quần áo thì rách rưới, nhìn ông rất là tiểu tụy và như là ông đã nhịn ăn rất là lâu rồi. Thì bố của vị doanh nhân này mới nói với ông rằng, con ơi, con mang đĩa bánh này ra mời ông nhé. Con nhớ là mang ra con phải mời bằng hai tay, và con phải nói thật lễ phép, con mời ông ăn bánh. Vị doanh nhân cũng làm theo những gì mà cha ông dặn. Và còn nhiều những câu chuyện khác, còn nhiều những bài học khác mà cha của ông đã dạy cho ông. Cha ông dạy ông từ khi còn nhỏ về lòng biết ơn, về tình bao dung, về cái sự san sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác. Và khi lớn lên, dù đã trở thành một doanh nhân thành đạt giàu có, nhưng những cái bài học đó luôn luôn đi theo ông suốt cuộc đời mình. Ông luôn luôn theo tôn chỉ giúp đỡ người khác, chia sẻ, san sẻ, giúp đỡ mọi người. Và đến cuối đời, mặc dù có rất là nhiều tiền, rất nhiều tài sản không đếm xuể, nhưng ông đã quyết định dâng toàn bộ cái tài sản của mình cho những người nghèo khó. Đó thực sự là một tấm gương cao cả về tình người, phải không mọi người? Và qua câu chuyện này, mình hy vọng rằng mình có thể truyền một chút cảm hứng để mọi người có cái định hướng nuôi dạy con của mình cho tốt. Mọi người ơi, con trẻ như một tờ giấy trắng, chúng sẽ học theo những gì mà bạn làm. Vậy nên, từng hành động, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình, bạn hãy nhớ lấy, con trẻ sẽ học theo bạn. Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, mọi người nhớ nhé.